Xin chào tất cả các bạn, mình là Eric. Hôm nay trong video này mình sẽ giúp các bạn, chúng ta sẽ làm một cái video gọi là deepfake giao diện nha. Cụ thể ở đây thì chúng ta đang một vài cái lỗi, đây chính là mình sẽ giúp các bạn làm một vài cái ví dụ, như là ví dụ email của các bạn mà nhập thừa dấu khoảng trắng ấy, thì chúng ta sẽ handle trường hợp này này, cũng như rằng là khi các bạn nhập mật khẩu và chúng ta nhấn enter một cái thì chúng ta login luôn, chứ chúng ta không phải gọi là nhấn nút enter nhấn nút login nữa nha. Ngoài ra chúng ta sẽ làm luôn cái phần đấy chính là responsive trên mobile, một cái vấn đề không thể thiếu nếu như rằng là các bạn xác định đi theo cái hướng gọi là front end developer. Ở đây thì trước tiên thì các bạn thấy rằng là mình đã giúp các bạn fix cái lỗi gọi là chúng ta đã làm một cái private route rồi. À, còn một cái nữa nha các bạn. Ở đây các bạn thấy rằng là ví dụ các bạn nhập bừa như thế này, đây các bạn này. Thì cái trường hợp này đây chính là trường hợp các bạn sẽ cần phải handle một cái đường link not found, có phải không nào? Thì mình sẽ thêm vào đây luôn nha các bạn. Mình sẽ gọi là route not found này. Ở đây thì mình sẽ router not found đấy, rồi như vậy cũng được đấy. Thì chúng ta sẽ xử lý trường hợp này để cho nó nhìn cho nó chuyên nghiệp nha. Ở đây các bạn sẽ gọi là router v6 nha, chúng ta là not found đấy, rồi đấy mình sẽ xem cái not found component component đấy, rồi chúng ta sẽ xem mình sẽ lên cái document của nó và mình sẽ tìm cho các bạn nhé. Mình không muốn đọc trên Stack Overflow luôn, mình muốn chỉ cho các bạn thấy đây các bạn này. Đây, nó có một phần đấy chính là not found route bên cái phần bên tay phải của các bạn nhé. Đấy, chúng ta sẽ vào đây. Thì để định nghĩa cái phần not found route ấy, các bạn sẽ thêm cho mình một cái dấu sao ở đây các bạn này. Như mình đã dạy các bạn trong khóa React cơ bản rồi. Đối với cái component not found ấy, chúng ta sẽ dùng dấu sao. Dấu sao này chính là việc các bạn giống hệt các bạn dùng cái thằng Linus ấy, thì dấu sao này thì nó định nghĩa cho tất cả các route. Và các bạn lưu ý rằng là cái route này nó chạy từ trên xuống dưới, và cái thằng route thêm s này giống hệt như thằng switch case ấy, thành ra rằng lại nó sẽ chạy từ trên xuống dưới và nó chỉ lấy một phần tử duy nhất thôi. Dù các bạn chạy như thế nào nó cũng chỉ lấy một cái phần tử duy nhất. Đấy chính là lý do tại sao các bạn phải khai xuống cuối cùng này. Nó sẽ quét tất cả những cái route từ trên xuống dưới của các bạn, nếu như rằng là không có cái file nào match, tức rằng là không có một cái đường link nào ấy nó ứng với cái đường link các bạn nhập vào website của các bạn, thì nó sẽ chạy vào cái dấu sao này, tức rằng là giống hệt đây chính là cái trường hợp default ấy, giá trị mặc định các bạn trả ra đây chính là component not found nha. Thành ra ở đây mình sẽ copy cái đống sheet này nha các bạn, mình sẽ copy cái dòng này thôi. Mình sẽ quay trở lại đối với cái file này, chính là file app ra. Hôm trước thì chúng ta mới định nghĩa một cái component, ở đây thì mình sẽ đóng tất cả những cái đống sheet này lại đấy. Rồi ở đây thì mình sẽ mở cái gọi là app ra. Thì ngay ở dưới cái thằng private này các bạn này, mình sẽ cho nó một cái có một vấn đề các bạn nhỉ. Mình sẽ cho thằng này vào nha các bạn. Và ở đây các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ cần phải định nghĩa một cái component là not found, có phải không nào? Thành ra rằng là mình sẽ copy luôn cái thằng này, mình sẽ copy nha các bạn. Đây, mình sẽ đi mình sẽ tạo cái component not found luôn. Mình sẽ tạo cái thằng này. Đây, mình sẽ rename nó. Đấy, rồi. Như vậy rằng là về thằng này thì mình đã gọi là về cú pháp thì mình đã ok rồi. Bên trong thằng route này mình sẽ tạo cho nó một cái gọi là not found constructor nhé, constructor này chính bằng một cái arrow function, thì mình sẽ đánh ra nha các bạn, mình sẽ đánh ra cái thằng arrow function này. Đồng thời thì bên trong cái thằng này thì mình sẽ return một cái thằng fragment này, chúng ta sẽ return một cái thằng fragment, mình sẽ paste vào đây not found. Ở đây thì các bạn sẽ đừng quên rằng là chúng ta sẽ cần phải export default cái thằng not found đi. Đấy, chúng ta cá nhân mình thì mình không thích gọi là dùng những cái extension, bởi vì rằng là các bạn là beginner, các bạn nên gõ đi thì các bạn mới nhớ được. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay trở lại đối với ứng dụng của chúng ta. Đây, các bạn sẽ thấy rằng là khi chúng ta vào cái đường link như thế này nó sẽ là not found, thì như vậy thì nhìn nó chuyên nghiệp hơn rất là nhiều, có phải không nào? Ở đây thì mình sẽ quay lại đối với trang chủ của chúng ta, mình sẽ manage user. Đây, các bạn thấy rằng là nó vẫn chạy vào đây. Thì các bạn muốn làm cái trang not found cho đẹp ấy, mình gợi ý các bạn nhé, đấy chính là các bạn cũng dùng lại cái component alert ấy. Tuy nhiên rằng là chúng ta trong trường hợp là success, cái trường hợp cái thằng component alert này này thì cái trường hợp alert này thì nó đang ứng với trường hợp là error, thì nó có màu đỏ như thế này. Thằng Bootstrap nó có những class khá là đẹp, các bạn có thể xem thêm nhé. Còn ở đây thì mình để giảm thiểu thời gian video của chúng ta thì mình chỉ làm đơn giản như thế này thôi, not found. Như vậy là mình đã handle luôn trường hợp này rồi. Tiếp theo nữa thì mình sẽ làm cái trường hợp là stream email đối với cái thằng thằng login các bạn này. Đối với thằng login ấy, các bạn thấy rằng là ví dụ nha, mình sẽ copy thừa, các bạn nhìn nhá, mình copy thừa đấy, mình copy thừa ngoài cái dấu này đấy, mình copy thừa đấy. Đấy, các bạn thấy rằng là cái con chuột nó đang nháy nháy ngoài như thế này, có phải không nào? Thành ra rằng là nếu các bạn nhập như thế này thì chúng ta sẽ bị một cái báo lỗi, để chính là user not found. Thì để hạn chế cái lỗi này thì chúng ta sẽ đi stream. Thì thằng JS thì mình làm Java hay rằng là mình làm PHP thì nó đều có một cái hàm là stream nha các bạn, string stream. Nó có một hàm đấy chính là stream. Cái hàm stream này có một cái gọi là nó có một tác dụng duy nhất thôi, đấy chính là nó sẽ bỏ đi cái dấu gọi là remove, tức rằng là nó sẽ bỏ đi tất cả những cái khoảng trắng đối với cái chuỗi text này của các bạn, ok chưa nào? Thành ra rằng ví dụ mình sẽ test nha. Các bạn lưu ý rằng là nếu đây này,
Các bạn lưu ý rằng là cái khoảng trắng này ấy, tức rằng là nó nằm ở both side, tức rằng là hai phía trái và phải nha. Đối với cái chuỗi Hello World này các bạn này, các bạn nhìn cho mình rằng là nó có khoảng trắng ở trái này và nó có khoảng trắng ở phải, thì các bạn lưu ý rằng là nó chỉ bỏ cả trái và phải thôi, còn giữa từ Hello và từ World này nó có một cái khoảng trắng thì nó không bỏ nha. Các bạn lưu ý rằng từ Stream ấy giống như rằng là chúng ta sẽ gọi là bỏ đầu bỏ đít thôi, còn ở giữa ấy, các bạn mà muốn mà nó bỏ gọi là các bạn muốn bỏ được tất cả space ấy, thì chúng ta sẽ dùng một cái đó chính là regular expression. Các bạn sẽ cần phải viết một cái ví dụ như thế này này thì nó sẽ bỏ hết cho các bạn đó. Thì đây là cách dùng nha các bạn. Các bạn muốn nhu cầu của các bạn như thế nào thì các bạn sẽ cần phải Google nha. Nếu mà các bạn muốn bỏ tất cả những cái gọi là khoảng trắng đi, chúng ta sẽ dùng cái hàm gọi là replace, tức là thay thế, tức là chúng ta sẽ thay thế cái thằng khoảng trắng này bằng chẳng bằng cái gì cả thì nó sẽ loại bỏ tất cả. Còn ở đây chúng ta chỉ đơn thuần là trim, tức là cắt đầu cắt đít đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay trở lại đối với Common Login của chúng ta, thì chúng ta sẽ quay lại đối với Common Login nhé. Các bạn thấy rằng là một dự án đơn giản thôi, tuy nhiên nếu mà các bạn cấu trúc ra, các bạn thấy rằng là một cái dự án React nó sẽ cần phải tổ chức code như vậy đấy. Rồi thì đúng ra nữa thì bên trong cái component này các bạn sẽ cần phải xếp theo tính năng nữa cơ, tuy nhiên rằng là khi mình làm thì mình quên mất, thành ra rằng là các bạn có thể chủ, với lại khi mình code thì các bạn mình nghĩ rằng cái dự án này nó nhỏ, thành ra rằng mình không muốn gọi là phức tạp hóa vấn đề lên. Còn các bạn đi làm thì dĩ nhiên dự án thực tế thì các bạn phải chia rồi, không thể các bạn không thể không chia được. Thì khi chúng ta handle login này các bạn này, thì trước khi mà các bạn truyền vào cái login này, các bạn sẽ cho mình một cái đấy chính là chúng ta sẽ chấm stream ngay tại đây các bạn này, chấm stream đây. Chúng ta sẽ stream bằng email thì đấy, các bạn chỉ cần gọi như vậy thôi, xong chúng ta chỉ cần thêm một cái rất chỉ là nhỏ thôi. Rồi thì hôm trước thì mình đã fix cái gọi là mình đã fix cái thằng hot reloading này. Mình sẽ nhấn login xem nào các bạn này. Rồi đấy, các bạn thấy rằng là mình vẫn để giao diện nha. Đó mình đã fix cái thằng hot reloading rồi, thành ra rằng là các bạn sẽ không cần phải gọi là các bạn sẽ không cần phải như thế nào nhỉ, các bạn không cần phải refresh lại trang đâu đấy. Thì các bạn quá trình mình làm thì mình khá chịu khổ, tuy nhiên rằng là mình thấy mình khổ rồi, mình không muốn các bạn phải khổ theo mình. Đấy chính là lý do tại sao mình luôn bổ sung video đây này. Các bạn thấy rằng là chúng ta thừa đầu thừa đít nha, vẫn login bình thường đấy. Rồi như vậy gọi là cái thằng thằng stream này chúng ta là xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình muốn rằng là các bạn copy paste như thế này này, cái mật khẩu thì chúng ta nhập như thế nào cũng được, tuy nhiên rằng ấy đối với mật khẩu của chúng ta, mình muốn rằng là các bạn nhập ở đây. Thông thường thì chúng ta là developer đúng không các bạn? Chúng ta nhập như thế này đúng không? Chúng ta nhập xong phát chúng ta tay của chúng ta sẽ nhấn phím tab để cho nó nhảy xuống chỗ này. Chúng ta nhập xong một phát chúng ta enter luôn, chúng ta đâu có đụng đến chuột đâu. Thành ra rằng là đôi khi sẽ có những cái yêu cầu của user muốn các bạn gọi là chúng ta gọi là khi mà các bạn nhấn enter một phát thì nó sẽ tự động login luôn. Để làm được điều đấy thì chúng ta sẽ cần phải thêm một cái sự kiện nữa đối với cái thằng này các bạn này, đấy chính là sự kiện on key press đấy, tức rằng là khi các bạn nhấn bàn phím học hoặc rằng là khi mà các bạn nhả bàn phím ra chẳng hạn đấy, thì nó có rất nhiều sự kiện. Tuy nhiên rằng là bạn nào ấy, mình cá nhân mình thì mình cũng không bao giờ đi nhớ cái thằng của nợ này đâu. Các bạn gọi là các bạn sẽ từ cái ý tưởng các bạn nghĩ gọi là chúng ta sẽ cần phải xử lý cái sự kiện người dùng nhấn nhấn phím enter, thì các bạn sẽ gọi là các bạn đầu tiên các bạn đang làm với React đúng không, thì các bạn sẽ gọi là React, các bạn sẽ cho mình một cái là handle handle press enter đấy, chúng ta sẽ gọi là xử lý trường hợp mà các bạn nhấn enter thôi đấy. Rồi đây này các bạn thấy rằng là to call on chain không phải đây này, chúng ta sẽ gọi là chúng ta có một cái hàm nữa là on key press các bạn này. Khi các bạn search đấy thì nó sẽ gợi ý cho các bạn, thì các bạn sẽ xem rằng là cái nào đúng với các bạn nhé. Đây này thì nó có một cái topic đấy chính là làm sao để submit một cái form nếu như rằng là sử dụng cái phím enter đối với thằng React, thì chúng ta sẽ đọc xem là nó dùng cái gì. Thì kinh nghiệm của mình khi các bạn đọc ấy, các bạn đừng có đọc cái đống sheet này như mình đã chia sẻ trong suốt quá trình mình các bạn học với mình ấy. Các bạn hãy gọi là các bạn lăn chuột xuống để xem rằng là có thằng nào trả lời chưa đúng không nào, và chúng ta xem rằng là có nhiều cái trả lời không. Các bạn thấy rằng là ở dưới này có một thằng trả lời mà được vote 277 lần, chứng tỏ rằng là rất nhiều đứa cảm giác rằng là cái này hữu ích. Thành ra rằng là ở đây thì nó làm cái mợ gì đây, chúng ta có một cái on submit this form submit cái gì đây, window to change remove on click cái gì đây, chúng ta đây thì đây chính là một cái on key down này, nó có một cái sự kiện là on key down hookback cái này là what the hell, nó dùng cái gì đây, on key press cái thằng dùng cái đống sheet đây các bạn này. Thì ở đây thì chúng ta sẽ dùng một cái hàm đấy chính là on key down này này. Thì khi chúng ta nhấn on key down ấy, thì nó sẽ cần phải check đấy chính là nếu cái hàm on key down ấy thì nó sẽ viết một cái hàm đấy chính là nó sẽ trả ra cho chúng ta một cái biến event của thằng HTML. Thì thông thường thì các bạn gọi là đối với cái event on chain đúng không, thì chúng ta có event.target.value để lấy ra cái giá trị của nó. Còn khi mà các bạn muốn biết được rằng là chúng ta nhấn cái phím gì ấy, thì chúng ta có thể gọi là event.key hoặc rằng là event.code. Thì đối với phím enter này nếu mình nhớ không nhầm thì cái code của nó là số 13 ấy, cái đấy chính là một cái bảng mã giống như là Unicode của chúng ta, nó sẽ quy định rằng là chữ A là số mấy này, nó sẽ đánh số từ 1 đến vài trăm đấy các bạn. Thì các bạn có thể Google thêm về cái này nhé. Rồi
Thì ở đây thì Nomad rằng là có rất nhiều sự kiện có thể làm cho các bạn. Còn ở đây chúng ta có thể dùng cái sự kiện là Onkidao nha. Mình sẽ copy cái hàm gọi là Onkidao. Thì đối với thằng password này thì mình sẽ check vào đây nha các bạn. Mình sẽ viết một cái hàm, một cái event nữa là Onkidao. Ở đây thì mình tương tự thì mình sẽ truyền vào cho nó một cái event để chính là handle press press enter. Đây, mình sẽ enter. Mình sẽ truyền vào một cái biến event nha các bạn. Biến event này chúng ta sẽ lấy của thằng HTML nó cho chúng ta rồi. Ở đây thì mình sẽ copy cái gọi là handle press enter và mình sẽ copy vào đây, mình sẽ call sư tử nhé. Rồi, mình sẽ bằng một cái arrow function mình sẽ đánh ra. Đầu hàm của chúng ta thì chúng ta đã có biến event rồi. Trước tiên thì mình sẽ gọi là cancel đó log nhé. Các bạn làm ấy thì các bạn cứ làm từ từ thôi. Chúng ta điều quan trọng đấy chính là chúng ta làm đến đâu, chúng ta hiểu đến đấy và chúng ta phải biết được là tại sao chúng ta làm vậy. Chứ mà chúng ta chỉ nhắm mắt nhắm mũi chúng ta gọi là mình không bao giờ khuyên các bạn bảo rằng là các bạn cần code giỏi đâu. Điều quan trọng đấy chính là lát nữa thì mình sẽ xem rằng là tại sao chúng ta bị cái lỗi này nha các bạn. Mình sẽ refresh một cái cho nó chắc ăn này. Rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ copy cái đống sheet này, mình sẽ copy đống sheet này nha các bạn. Rồi. Các bạn lưu ý này, bây giờ nhá, mình sẽ clear cái phần phần console này. Mình sẽ click vào đây. Thứ nhất rằng là ví dụ mình nhấn phím A các bạn này. Đấy, các bạn thấy rằng là khi các bạn nhấn một cái bàn phím ấy thì cái sự kiện này nó cũng giống như cái sự kiện on-chain ấy các bạn. Đây này. Nó cũng là cái tên nó nói lên tất cả các bạn, tức là khi cái key down khi các bạn nhấn xuống thì nó như thế nào này, khi các bạn thay đổi thì nó như thế nào. Thành ra rằng là thằng HTML các bạn thấy rằng là mục đích cái hành động của người dùng đều là nhấn bàn phím cả. Tuy nhiên là cái event HTML các bạn này nó sẽ cho các bạn các thông tin khác nhau. Ví dụ ở đây thì mình đã in ra cái event có tên là onKeyDown. Thì đối với cái event này các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ có những cái gì. Thứ nhất rằng là các bạn sẽ thấy rằng là ví dụ khi các bạn đọc bên này này, các bạn thấy rằng là nó đọc bên này nó sử dụng như thế nào. Đây chính là nó dùng một cái biến đấy chính là event.key, có phải không nào. Thành ra rằng là bên này các bạn sẽ lăn chuột xuống, các bạn sẽ nhìn cho mình đây. Chúng ta có một cái key, đấy chính là cái phím mà các bạn vừa nhấn ấy. Thì ở đây thì mình vừa nhấn phím A, mình nói là A mà đúng không nào, mình đâu có nhấn phím Enter đâu. Và có một cái nữa các bạn thấy rằng là chúng ta có một cái là tra code bằng không nha. Bây giờ nha, mình click vào đây, bây giờ mình sẽ clear đi này. Bây giờ mình nhấn phím Enter cho các bạn thấy này, mình nhấn phím Enter các bạn nhìn nha, Enter, đấy, rồi. Các bạn thấy rằng là bây giờ các bạn thấy rằng là code của mình đấy là Enter, ok chưa nào. Đồng thời thì mình sẽ xem cái key của chúng ta cũng là enter. Và như mình đã nói từ lúc trước đây các bạn, key code của chúng ta là 13. Các bạn có thể lấy cái key code hoặc là các bạn có thể lấy cái key này là tùy các bạn nhé. Nó đều đúng hết thôi. Ví dụ đây thì mình nhấn phím B chẳng hạn, mình sẽ nhấn phím B và mình sẽ so sánh ở dưới cho các bạn xem này. Bây giờ thì mình nhấn phím B, các bạn thấy rằng là code của mình đấy chính là key B. Cái key của mình đấy chính là B. Và các bạn thấy rằng là key code bây giờ nó là 66 rồi chứ không phải là 13 nữa. Các bạn thấy rằng là nó đang định danh các phím khác nhau. Thì các bạn có thể lấy theo cái thuộc tính key hoặc là key code đều được hết nha. Thì ở đây thì mình sẽ lấy theo key code đi, bởi vì rằng là mình ở đây thì mình sẽ lấy theo key đi. Đây, mình sẽ lấy theo key. Nếu chúng ta sẽ check nha các bạn, chúng ta sẽ đâu nhỉ, cái hàm của chúng ta ở đây thì mình sẽ check một cái event, đấy chính là if. Chúng ta sẽ if if event và chúng ta sẽ dùng cái biến và nha các bạn, event event.key chính bằng bằng cái gì, bằng cái phím enter nha các bạn. Đây này, các bạn lưu ý rằng là chữ e chúng ta viết hoa nha. Ở đây này, chúng ta copy paste ra ngoài thôi, chúng ta lại enter viết hoa mà, chữ E viết hoa nha. Thì khi mà chúng ta có cái này thì chúng ta làm cái gì? Nếu mà có cái này thì chúng ta sẽ gọi đến hàm submit thôi, thì chúng ta sẽ gọi đến cái hàm handle login. Xong, rất chỉ là dễ thôi, await cái thằng login này, chúng ta sẽ await, chúng ta sẽ await login. Xong, rồi. Ở đây thì ở đầu hàm do chúng ta dùng await đấy thì chúng ta sẽ lại async. Các bạn biết tại sao mà các bạn không nhất thiết các bạn sẽ cần phải gọi đến cái thằng như thế này đâu, nó không có tác dụng đâu. Đấy, rồi. Đấy, xong. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ test nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ quay lại đối với ứng dụng của chúng ta. Mình sẽ không cần phải refresh đâu. Bây giờ thì mình nhấn phím Enter một phát thì nó ăn luôn đấy mà. Rồi mình Enter các bạn. Đấy, các bạn thấy rằng nó login rồi đấy. Đấy. Ok con dê chưa nào? Thì chúng ta đang bị một cái lỗi nữa. Cái này không phải là cái lỗi nha các bạn. Cái này là warning thôi. Các bạn biết tại sao nó warning không? Warning đấy chính là nó nói rằng là thằng React ấy, nó không thể gọi là làm component của chúng ta update được. Update ở đây các bạn hình dung rằng là khiến component của chúng ta thông thường thì sẽ bị re-render, tức là render lại giao diện đấy. Thì trường hợp này nó gặp khi nào? Đấy chính là nó nói rằng là unmounted component. Thì unmounted component có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất rằng là nó chưa được sinh ra. Thứ hai rằng là nó đã được sinh ra rồi, tuy nhiên rằng là nó đang cần để update thì các bạn đã xóa nó ra đem ra mất rồi. Thì các bạn xóa nó khi nào? Khi các bạn ví dụ các bạn chuyển trang lên này, các bạn thấy rằng là ví dụ các bạn ở trang home đúng không? Thì các bạn đang render ra component này. Các bạn chuyển qua cái trang user thì cái component home đấy thì nó đã gọi là bị unmount rồi, tức là các bạn đã xóa nó đi rồi, đúng không nào? Thì mình không rõ rằng là cái trường hợp này thì nó đang rơi vào cái trường hợp nào, cũng như rằng là thằng nào làm được cái này. Ở đây các bạn lưu ý rằng là nó ghi là warning, thành ra rằng là các bạn có thể gọi là nếu các bạn không muốn fix cũng được, chẳng qua rằng là nếu các bạn
nhìn thấy khó chịu thì các bạn fix thôi, còn nó về cái gọi là hiệu năng ứng dụng của các bạn thì các bạn yên tâm rằng là thằng React nó cân hết nha, nó không có gì là đáng kể đối với thằng React đâu. Thì ở đây thì mình sẽ gọi là nếu có thời gian thì trong video tiếp theo mình sẽ đi fix cái lỗi này, còn ở đây thì mình sẽ đi làm cái phần design gọi là giao diện mobile trước nha, chúng ta sẽ đi làm việc quan trọng trước. Thì mình sẽ nói qua về hướng fix nha các bạn. Đây chính là cái vấn đề chúng ta gặp phải là sau khi các bạn nhấn command login ấy, thì vấn đề đấy là cái gì? Đấy chính là ở đây này các bạn này, khi chúng ta login ấy thì chúng ta đang gọi đến cái hàm bên cái gọi là bên cái thằng này các bạn này, chúng ta có một cái là handle login có phải không nào? Thì vấn đề xảy ra đây chính là các bạn đang gọi đến cái này, đây chính là ở đây các bạn này, đây chính là chúng ta sẽ set một cái như thế này bằng for, thì nó đang bị một cái là chúng ta chuyển trang mất rồi, chúng ta navigate đến một trang khác rồi. Thì ở đây thì chúng ta error hơi khó nha, chúng ta viết code như thế này, đấy chính là các bạn chuyển trang sang một trang khác rồi mà các bạn lại gọi một cái hàm đấy chính là set loading API ở đây bằng for ấy. Thì như vậy rằng là cái hành động set loading API bằng for này này thì nó các bạn thấy rằng là thông thường ấy nó sẽ cập nhật cái component này có phải không nào? Tuy nhiên rằng là khi mà các bạn chuyển qua trang home ấy thì nó đâu còn cái component này nữa. Thành ra rằng đấy chính là lý do tại sao nó hiện một cái là React không thể làm động tác gọi là cập nhật component của chúng ta, bởi vì rằng là nó không tìm thấy component đấy, nó dùng cái từ unmount tức là không có trên giao diện, các bạn không có. Như mình đã phân tích có hai khả năng nha, một rằng là các bạn gọi là các bạn chưa sinh ra component đấy, hai rằng là các bạn vừa xóa component đấy đi đó, thì đây gọi là lý do nó sinh ra lỗi nha. Rồi câu chuyện này thì mình sẽ dành cho nó một cái video nếu như rằng là chúng ta đủ thời gian nha. Rồi tiếp theo nữa thì bây giờ thì sẽ đến phần hay này, mình sẽ đi test trên mobile. Hôm trước thì mình đã thấy một vài cái bug rồi. Ở đây thì mình đang dùng cái con mobile đấy chính là iPhone 5 SE. Bạn nào mà muốn thêm con này các bạn nhấn vào Edit rồi các bạn chọn thôi. Lý do mình chọn cái con iPhone 5 SE bởi vì rằng là bây giờ tại thời điểm 2022 ấy, vẫn có người dùng thôi. Và đây chính là một cái điện thoại nhỏ nhất mà các bạn cần phải test, nhỏ hơn các bạn không cần phải support đâu. Đấy là sự thật đấy, chúng ta sẽ ép người dùng theo chúng ta. Chúng ta làm developer, tuy nhiên rằng là điện thoại mà cái con iPhone 5 mắc nhỏ rồi. Bây giờ những cái điện thoại nói thật với các bạn toàn phải đi test trên điện thoại iPhone thôi. Người dùng Việt Nam chúng ta giàu lắm các bạn ạ. Với một cái nữa rằng là các bạn sẽ cần phải test những cái to như lòng bàn tay các bạn ấy. Thì như vậy thì nó gọi là đa phần người dùng người ta dùng như vậy rồi. Đây là xu hướng của thế giới thôi. Tuy nhiên rằng là chúng ta nếu mà các bạn muốn code cho nó ngon, chúng ta phải handle trường hợp xấu nhất, tức rằng là có nhiều ông dở hơi, ông ấy dùng một cái con nhỏ như thế này. Chúng ta phải handle trường hợp này chứ không thì leader không thì sếp sếp của các bạn sẽ gọi là la làng lên bảo rằng ôi sao mày không code cái điện thoại đấy. Rồi thì trước tiên về trang home các bạn thấy rằng là chúng ta dùng Bootstrap thì chúng ta đá cái phần body thì nhìn nó khá chi là đẹp. Cái phần thanh menu các bạn này, các bạn thấy rằng là nó đã làm hết cho chúng ta rồi, khá chi là ngon đúng không nào? Đấy chính là lý do tại sao mình bảo các bạn dùng cái này để tiết kiệm thời gian của chúng ta thôi. Tuy nhiên rằng là như hôm trước ấy, các bạn thấy rằng là bây giờ thì mình sẽ log out ra nha, mình sẽ đi từ cái luồng gọi là login của chúng ta. Đây chúng ta log out success các bạn này. Bây giờ thì mình sẽ cần phải nhấn lại cái thằng login của chúng ta, nhấn vào login đấy. Rồi phần login thì ngay từ đầu mình đã design responsive rồi nên các bạn thấy rằng là khá chỉ là ngon đúng không nào các bạn. Ở đây thì mình sẽ nó không cho copy nhỉ, mình sẽ cần phải gõ cái gọi là ev.hlt a.requestrespond.in cách ra vài cái này đấy. Rồi password mình nhập bừa và enter các bạn này. Đây các bạn thấy rằng là nó quay về trang home, tức rằng là trên mobile chúng ta dùng khá chịu ok rồi. Thì ở đây thì mình sẽ cần phải nhấn log out ra đi. Chúng ta log out ra nào, chúng ta sẽ test test cái trang manage user cho các bạn, mình nhấn vào đây. Đây các bạn thấy rằng là component này cũng là của thằng Bootstrap, nhìn cái oh snap nhìn khá chứ là ngon đúng không nào. Đấy rồi ở đây thì mình sẽ cần phải quay lại rồi mình nhấn vào đây để cho nó quay lại này. Đấy rồi thì sau khi mà quay lại thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải login lại, chúng ta sẽ vào cái trang gọi là cái trang user để các bạn, cái trang user thì cái gì nhỉ, olt a.request.respond.in.in. Rồi nhập bừa enter. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái trang manage user, chúng ta bị cái trang manage user này. Lý do chúng ta bị thì có một vài lý do, đấy chính là thứ nhất rằng là cái search user các bạn thấy rằng là nó khá chỉ xấu này. Cái phần mình chưa vội nói về cái phần các bạn thấy rằng là chúng ta bị vỡ layout các bạn này. Đấy các bạn thấy rằng là chúng ta bị vỡ layout đúng không? Nếu mà các bạn chuyển qua cái màn hình rộng ấy thì nó sẽ bị vỡ layout. Đây các bạn thấy rằng là nếu mà các bạn lăn chuột bên tay phải, người dùng vuốt sang ngang một phát thì nó sẽ bị tình trạng như thế này. Đây chính gọi là vỡ layout nha. Trước tiên thì mình sẽ cho cái menu này phóng lại đây. Thì mình sẽ đi design mấy cái nút này trước cũng như rằng là cái list user trước nha. Cái ô search này thì mình sẽ cho to ra. Thì để giải quyết được thằng này thì đầu tiên thì mình sẽ mở lại cái thằng đấy chính là Bootstrap nha các bạn. Bootstrap Breakpoint, cá nhân mình thì mình có bao giờ mình nhớ đâu. Đây hôm trước thì mình đã search cho các bạn rồi ấy. Điều quan trọng khi các bạn học với mình ấy đấy chính là các bạn biết được keyword các bạn search thôi, các bạn làm nhiều thì các bạn thành quen thôi.
Đây, nếu như rằng là ngày nào mình cũng làm thằng Bootstrap ấy, thì mình thuộc lòng nó luôn. Còn bây giờ thì thỉnh thoảng mình mới đụng thôi, mình phải code Java, mình phải code TypeScript, nhiều cái mình phải làm quá các bạn ạ. Mình không có thời gian để mình tập trung vào một cái đâu. Thì trước tiên thì mình sẽ quay lại đối với cái đấy chính là chúng ta có table user. Thì ở đây thì mình sẽ cho nó một vài class, thì mình sẽ đi với cái gọi là cái mình sẽ phóng nhỏ lại một xíu nha các bạn. Trước tiên thì mình sẽ đi cái gọi là đây. Cái nút search của chúng ta tạm thời thì cái màn hình của chúng ta đang là column file, thì nó đang gọi là set cho tất cả màn hình. Thành ra rằng là trên mobile các bạn thấy rằng là nó sẽ bằng 1 phần 4 so với cái width, tức rằng là cái width của cái điện thoại này là 320 pixel. Ok chưa nào? Thì đối với thằng này thì chúng ta sẽ cho nó một cái tiền tố đấy chính là SM. Thì tất cả đối với những cái gọi là những cái thằng SM trở lên ấy, đối với thằng SM trở lên thì các bạn sẽ cho mình một cái thuộc tính đấy chính là có 4 column thôi. Tuy nhiên rằng là chúng ta sẽ cho điện thoại nhỏ, chúng ta sẽ cho nó khoảng 12 column. Đấy, rồi. Hôm trước thì mình đã giải thích cho các bạn về cái thằng Bootstrap này rồi. Các bạn quay trở lại các bạn sẽ thấy này. Đấy, nó to ra rồi, nhìn khá chị đẹp đúng không nào? Nếu như rằng là các bạn lưu ý nha, cái thằng SM gọi là lớn hơn hoặc bằng 576 pixel. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua chế độ responsive các bạn này. Đây này. Mình sẽ kéo nhỏ lại cho các bạn nhìn nha. 500 các bạn nhìn cho mình breakpoint là 576 nha. Mình sẽ kéo nhỏ cái con số này các bạn sẽ nhìn này. Đây, các bạn thấy rằng đây này, 560 đây, các bạn thấy rằng 571 mình chỉ cần kéo lên một cái đó qua cái con breakpoint phát nó tự động nhỏ chưa? Đấy, rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển lại cái con gọi là con iPhone SE của chúng ta. Ở đây thì mình sẽ chuyển qua 100% nhìn cho nó rõ. Rồi, chúng ta đã xong Osmo này. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đến cái đống này. Thì bản chất của vấn đề, nếu mà ngay từ đầu các bạn không nghĩ về mobile, các bạn không tích hợp những cái thư viện mà hỗ trợ các bạn về mobile thì giao diện của chúng ta cực kỳ xấu. Còn cá nhân mình thì ngay từ đầu mình đã tích hợp cho các bạn thằng Bootstrap rồi. Thành ra rằng là sau này chúng ta đi làm cái việc mà chúng ta phải CSS trên máy tính và trên mobile là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên rằng là khi các bạn làm ấy, các bạn phải nghĩ về nó trước đã. Các bạn đừng có gọi là hì hục các bạn code chỉ trên máy tính thôi. Bởi vì rằng là trước sau gì sẽ có trường hợp người ta yêu cầu các bạn gọi là cũng lại câu chuyện rằng là thiết kế tương đối trên mobile thôi. Tuy nhiên rằng là để tránh tình trạng là nó bị vỡ layout đấy các bạn, thành ra rằng là các bạn sẽ cần phải gọi là tích hợp sẵn những cái thư viện đấy đi, và các bạn sẽ code bay cái giao diện trước đó. Đấy chính là lý do tại sao mà từ trước đến giờ mình đã dàn sẵn layout cho các bạn rồi. Tiếp theo nữa thì các bạn thấy rằng là trên mobile, trên laptop của chúng ta thì mình sẽ mở hai cái nữa để chúng ta so sánh nha các bạn. Mình sẽ mở thêm một cái tab nữa, localhost user của chúng ta. Trên mobile thì nhìn ở trên desktop thì nhìn nó khá chỉ là đẹp. Tuy nhiên rằng là trên mobile thì chúng ta chỉ có một giải pháp thôi, đấy chính là chúng ta sẽ cho cái list user này lên trên cùng các bạn này, tức là nó là một cái text dàn ngang ra. Tiếp theo nữa là ba cái nút của chúng ta nó sẽ xếp hàng ở dưới, thì nó sẽ gọi là nó có nhiều đất hơn thì nhìn nó đẹp đúng không nào? Thì bây giờ thì mình sẽ xem lại cái nút của chúng ta nó nằm ở chỗ nào. Đấy chính là nó đang là cái div này các bạn này. Chúng ta đang có một cái class như thế này, đấy chính là list user. Thì trước tiên ấy, mình sẽ phóng nhỏ lại các bạn nhìn layout nha. Layout của chúng ta đang có hai cái div có phải không nào? Thì trên mobile các bạn sẽ cho mình một cái đấy chính là column. Trước tiên thì mình sẽ cho nó một cái class name nha. Class name. Mình sẽ CSS trực tiếp lên giao diện luôn. Rồi, mình sẽ CSS trực tiếp lên giao diện luôn để cho nó gọi là nó tự mình. Nhiều người thì mình thấy rằng là người ta khá là buồn cười, người ta chứ bảo rằng là người ta front-end developer hay là dạy các bạn làm front-end. Tuy nhiên rằng là toàn ngồi code thì nó làm gì? Cá nhân mình thì mình mặc dù mình không mạnh về front-end, tuy nhiên rằng là học đến đâu thì mình lại Google đến đấy thôi các bạn. Rồi. Thì ở đây mình sẽ cho nó một cái class name nhé. Chúng ta sẽ cho nó một cái class, class chính bằng ví dụ như rằng là mình muốn rằng là nó sẽ chiếm ngang cái màn hình luôn thì mình sẽ cho nó một cái đấy chính là column 12. Chúng ta sẽ cho nó column 12 xem nó có ra gì không. Đấy. Các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta cho nó một cái column 12 thì nó đang như thế này. Các bạn biết tại sao mà cái đống của chúng ta mấy cái nút này nó lại bị đẩy sang ngang không? Bởi vì rằng là mình đoán nhé, bởi vì rằng là do cái div của chúng ta ở ngoài ấy, nó có một cái class có tên là add new. Thì đối với class là add new chúng ta đang dùng một cái đó chính là display flex. Đó, đây mình sẽ bỏ cái display flex đi các bạn này. Đấy. Các bạn thấy rằng là bây giờ cái column của chúng ta nó hiện trên đầu rồi này. Thì làm sao để có thể ghi đè được cái thuộc tính gọi là display flex? Thì bây giờ thì tương tự chúng ta muốn rằng là ở trên máy tính ấy thì nó gọi là display flex, còn ở trên điện thoại nó không có display flex nữa, thì chúng ta phải làm như thế nào? Trước tiên ấy, các bạn sẽ nhìn cho mình nhá, thì thằng Bootstrap ấy các bạn sẽ như thế này này. Đấy chính là lý do tại sao mình chứ khuyên các bạn học Bootstrap thôi, nó chỉ là một cái thư viện rất trên basic thôi. Sau này các bạn học Tailwind, đúng rồi Tailwind, hay rằng là các bạn học bất kỳ cái thư viện nào để giúp các bạn làm cái responsive ấy thì các bạn cũng cần phải đọc document của nó. Thì ví dụ đây các bạn sẽ Bootstrap file, các bạn sẽ cho mình flex đây này.
Thì đặc điểm của thằng Bootstrap thì nó đã chia sẵn cho các bạn rồi, tương tự như lúc nãy, nếu như rằng là các bạn dùng Deflect nó sẽ ăn cho tất cả màn hình, còn các bạn dùng DSM Flex ấy, nó chỉ ăn cho những cái màn hình mà lớn hơn hoặc bằng 576 thôi. Thành ra rằng là mình sẽ cho nó một class để cho DSM Flex đấy. Rồi thì bây giờ thì trước tiên thì mình sẽ sửa lại cái class là Anew các bạn này. Các bạn sẽ vào đây, mình sẽ xóa cái, mình sẽ comment lại nhé, mình không xóa đâu, mình sẽ comment lại đấy, mình comment lại rồi. Sau đấy thì sau khi mình comment ấy, các bạn quay lại, các bạn sẽ thấy rằng là trên 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 laptop của chúng ta nó bị vỡ giao diện rồi các bạn này. Tại vì chúng ta bỏ mất cái gọi là flex rồi, đúng không nào? Thành ra là trên laptop của chúng ta bị vỡ rồi. Thì bây giờ để fix đấy các bạn rất chỉ là dễ thôi. Đấy chính là các bạn sẽ cho nó một cái bên này này. Mình sẽ select trực tiếp cho bạn xem nha. Đây, rồi. Mình sẽ bỏ cái thằng mobile đi. Ở đây thì chúng ta đang có một class là Any, mình sẽ code thêm các bạn này, mình sẽ cho nó một cái là deflect. Đây, mình sẽ gán tất cả. Đó, các bạn thấy rằng là nó ăn hết rồi này. Tuy nhiên rằng là cái thuộc tính deflect này là ăn cho tất cả màn hình. Mình muốn rằng là chỉ có cái màn hình gọi là lớn hơn hoặc bằng 576 pixel nó mới ăn thôi. Thì mình sẽ thêm thuộc tính là Enm, Enter. Đấy, các bạn thấy không có điều gì thay đổi đúng không? Tuy nhiên, nếu như rằng là mình để lên 100%, các bạn thấy rằng là trên mobile nó như thế này này. Mình sẽ cần phải để cho nó responsive. Đây, trên mobile thì các bạn này, trên mobile đối với cái màn hình mà nhỏ hơn 576 pixel ấy, tức là nhỏ hơn cái màn hình SM đây này, các bạn thấy rằng là SM là ứng với lớn hơn hoặc bằng 576 mà. Thành ra rằng là khi mình kéo to ra các bạn đó, các bạn thấy rằng đó, đấy chính là cái điểm hay của nó nha. Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ thêm cho nó một cái class thay vì mình gọi là định nghĩa trong cái này, thì bây giờ mình đã dùng thằng Bootstrap để định nghĩa cho nó. Rồi, ở đây thì mình sẽ cho nó một cái đấy chính là deflect SM đấy. Rồi, chỉ có trên màn hình gì nhỉ? Trên màn hình nhỏ thì nó trên màn hình to thì nó là flex rồi. Thì ở đây tiếp theo nữa thì mình sẽ cho nó một cái class. Thì ở đây thì đối với màn hình nhỏ thì mình sẽ là column, column của mình đấy chính là column 12 rồi. Thì ví dụ mình cho column 12 như thế này thì có một cái dở nha. Thì mình chỉ muốn rằng là như vậy thì chúng ta column 12 thì nó lại bị toang à. Nếu mà chúng ta làm như thế này thì nó lại bị toang. À không cần. Deflect column column a chúng ta không thể set được cái thuộc tính column 12 ở đây. Các bạn biết tại sao mà bây giờ thì mình để column 12 ở đây, các bạn sẽ thấy nguyên nhân tại sao nha. Nếu như rằng là mình set cái thuộc tính column 12 ở đây, các bạn quay trở lại, các bạn sẽ thấy rằng là trên cái màn hình này các bạn này, đây này, nó sẽ bị đẩy ra, gọi là ở đây thì mình sẽ cần phải tắt cái responsive đi. Đây, các bạn thấy rằng là ngay trở trên laptop của chúng ta nó sẽ bị đẩy ra ngoài, bởi vì rằng là thuộc tính column 12 nó sẽ hiểu rằng là toàn bộ cái width của cái màn hình này, đúng không các bạn? Thành ra là cái nút của chúng ta nó bị đẩy như thế này. Thì để giải quyết được cái tình trạng này mà chúng ta vẫn muốn giữ cái bố cục trên trên cái layout này thì chúng ta sẽ dùng thằng flex. Tuy nhiên rằng là flex của chúng ta không phải là flex row nữa mà chúng ta sẽ là column nha các bạn. Các bạn lưu ý rằng là row là nó sẽ xếp theo hàng ngang, thì chính là cái thằng này các bạn này, mặc định thì nó đang là flex column, flex row như thế này. Tuy nhiên rằng là chúng ta vẫn muốn giữ bố cục đúng không nào? Và chúng ta sẽ cho nó như thế này thì chúng ta sẽ gọi là thay vì cái thằng column 12 như thế này nha. Thì mình sẽ xóa thằng column 12 đi, mình sẽ xóa đi. Đây, rồi, mình sẽ xóa thằng column 12 đi. Thì khi mình xóa thằng column 12 thì mình sẽ cần phải qua đây, mình sẽ cần phải xóa trong code thì nó mới ăn ở ngoài được. Mình sẽ xóa luôn class này. Đây. Mình sẽ xóa đi. Rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ chuyển qua gọi là trên mobile chúng ta sẽ gọi là theo chiều dọc. Còn trên desktop chúng ta gọi là không xếp nó là cái gì cả. Thành ra rằng là nó ăn theo quét row như các bạn. Đấy, thì đây chính là một cái hay. Đấy, các bạn thấy rằng là trên desktop của chúng ta nó quay trở lại rồi này. Trên mobile của chúng ta thì nó đang như thế này. Đây. Trên mobile của chúng ta thì nó mặc định thì trên mobile của chúng ta nó xuống dòng nha các bạn, nó tự động xuống dòng. Thành ra là các bạn có thể select cho nó cũng được mà không select cho nó cũng được. Nếu mà mình kéo ra một chút nha, mình sẽ cần phải chuyển qua responsive các bạn này. Đây, các bạn thấy rằng đây này thì trên mobile hay trên desktop thì do cái nút của chúng ta nó tự động xuống dòng rồi, thì mình sẽ chuyển qua thành cái thằng này, thằng nào nhỉ, cái thằng thằng iPhone SE 100% thì chính xác hơn thì mình sẽ cho nó. Mình thấy rằng là mấy cái nút này thì nó cũng về bố cục thì nó cũng gọi là ok con dê rồi đấy. Các bạn muốn trên mobile nó chỉ có gọi là các bạn như thế nào nhỉ? Các bạn chỉ có một cách thôi, đấy chính là các bạn sẽ cần phải chém bớt cái text này đi các bạn này thì nó mới nhìn đẹp được thôi. Bởi vì là chữ chúng ta vẫn muốn giữ lại đúng không? Cái biểu tượng các bạn vẫn muốn giữ lại đúng không? Thành ra rằng ấy, các bạn như thế nào nhỉ? Nếu mà các bạn chúng ta chỉ có cách gọi là chúng ta phá nó đi thôi các bạn.
Ở đây thì mình sẽ cho các bạn một cái gọi là trên mobile thì nó sẽ cách ra cái chữ lead user một xíu nhá, nhìn nó hơi sát này. Thì thành ra rằng để cho nó cách ấy, thì chúng ta sẽ dùng cái này này, thì mình sẽ cho nó một cái là MT và chúng ta sẽ định nghĩa màn hình nha các bạn. Thì đối với những cái màn hình gọi là màn hình desktop của chúng ta thì mình sẽ không cho nó cách, thì mình sẽ để gọi là hình như là 5 hay là số 0 nhỉ, mình sẽ để là số 0 xem là nó có ăn không nha các bạn. Rồi. Thì tuy nhiên đối với màn hình bình thường mình sẽ cho nó khoảng là MT2 2 RAM nha để cho nó cách ra nha các bạn. Rồi. Mình nhấn Ctrl S cho nó lưu lại này. Thì đối với cái thằng này thì các bạn thấy rằng là ở trên thằng này thì mình sẽ check xem rằng là nó có class gì không nha các bạn. Mình sẽ quay lên cái thằng lead user của chúng ta. Cái thằng này của chúng ta các bạn này, đây, chúng ta sẽ quay sang cái class này. Các bạn thấy rằng là khi chúng ta nhấn vào đây các bạn này, chúng ta nhấn vào cái thằng thằng này thì các bạn thấy rằng là nó chẳng cách ra một cái gì cả. Đây, nó không hề ăn bởi vì rằng là mình set cái này, ví dụ mình sẽ sửa cái này nha các bạn. Ví dụ mình sẽ sửa nó thành 2 các bạn nhìn này. Đó, các bạn thấy rằng nếu như mình sửa nó thành 2, đây, các bạn di chuột vào thì các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái gọi là margin đúng không các bạn? Chúng ta có một cái margin top đúng không nào? Rồi, đây đây chính là lý do tại sao mình để là không nhá. Trên màn hình gọi là màn hình to chúng ta không hề cách, tuy nhiên là trên màn hình nhỏ của chúng ta thì chúng ta cách ra một xíu thì nhìn nó khá chìa đẹp. Bây giờ thì mình sẽ muốn một cái nữa. À sorry các bạn, mình nhấn nhầm nút. Bây giờ mình muốn một điều cuối cùng, đấy chính là đối với cái table của chúng ta các bạn này. Các bạn thấy rằng là nó bị vỡ le bởi vì có mỗi cái table của chúng ta thôi. Cái table của chúng ta ấy, thì bản chất của vấn đề đấy chính là cái chiều rộng của table thì chẳng bao giờ chúng ta có thể gọi là set cho nó một cách perfect cả. Bởi vì chúng ta đâu biết được rằng là cái table đấy nó thường là dynamic, nó thường gọi là cái chiều rộng của nó thường là động mà. Thành ra rằng ở đây chúng ta sẽ cần phải bọc cái width đi các bạn. Chúng ta sẽ cho nó một cái là overflow theo cái chiều x, trục Ox tức là chiều ngang, thì chúng ta sẽ cho nó một cái thuộc tính overflow. Thì khi có thuộc tính overflow ấy thì trên cái mobile ấy, thì chúng ta sẽ gọi là lướt, chúng ta sẽ vuốt sang ngang để chúng ta xem, chứ chúng ta gọi là làm cái giao diện như thế này thì không thể chấp nhận được. Ok chưa các bạn? Rồi. Thì ở đây thì mình sẽ thử đây này các bạn này. Trên mobile thì trên máy tính của chúng ta thì chúng ta có một cái gọi là scroll con cuộn, còn trên điện thoại chúng ta không có khái niệm con cuộn, chúng ta chỉ có khái niệm là vuốt nha các bạn. Chúng ta gọi là ngày xưa thì mình cũng là mobile, chúng ta gọi là cái gì nhỉ, mình quên mất rồi, nhưng mà nó gọi là chúng ta gọi là khái niệm gọi là touch, tức là chúng ta chạm và chúng ta vuốt nha. Nó khác hẳn với trên desktop của chúng ta về một vài khái niệm đấy. Rồi. Thì ở đây thì mình sẽ cần phải cho nó một thanh cuộn, thì để làm được điều đấy chúng ta sẽ có một cái table các bạn này. Thì trước tiên thì mình sẽ cho nó một cái table head, mình sẽ cho nó một cái class name nha. Ví dụ đây thì mình thử một cái là customize table nha, customize table. Cá nhân mình thì mình thử đặt cái một cái prop có tên là class name xem rằng là nó có render ra DOM cho chúng ta không nha các bạn. Đây này. Thì mình sẽ cần phải nhấn vào cái table của chúng ta sẽ chọn cái table đây. Thì chúng ta có một cái đây, các bạn thấy rằng là chúng ta đã có một cái class tên là customize table rồi nhé. Mình sẽ copy class này. Thì ở đây thì chúng ta sẽ cho nó cái thuộc tính gì, mình sẽ quay lại đối với cái file CSS của chúng ta, mình sẽ định nghĩa nó ra ngoài, định nghĩa ra ngoài đi, thì chúng ta sẽ có một cái là overflow x nha các bạn. Các bạn lưu ý là x nha, không phải là y nha, các bạn sẽ cho mình cái auto rồi thì nó sẽ tự động overflow thôi. Bây giờ thì quay trở lại đối với ứng dụng của chúng ta, mình sẽ cần phải refresh một cái các bạn này. Các bạn thấy rằng là cái table của chúng ta nó vẫn bị như vậy, nó không hề có sự scroll. Thì ở đây mình sẽ cho nó một cái nữa, đấy chính là mình sẽ cho nó một cái width, mình cố tình set là 300 pixel. Mình sẽ cho cái table của chúng ta nhỏ lại nha. Đây rồi. Chúng ta table của chúng ta nhỏ lại trên mobile width 300 pixel. Tại sao mà nó vẫn to như thế này nhỉ? Ở đây thì sau một hồi fix lỗi thì mình đã fix được cái lỗi của chúng ta nha. Trước tiên thì mình sẽ demo cho bạn thấy này. Thì mình muốn rằng là cái table của chúng ta, các bạn thấy rằng là nó sẽ có một cái thanh cuộn ngang ở dưới như thế này. Thì trước tiên thì làm sao mình có một cái màn hình như thế này, mình sẽ để lên 100% nha. Các bạn muốn có một cái màn hình như thế này thì các bạn sẽ chọn cái toggle như thế này các bạn này. Các bạn để sang cái phần pop up ấy, thông thường thì mình hay để như thế này đúng không? Thì các bạn sẽ từ như thế này, các bạn sẽ nhấn cho mình thành cái pop up ấy. Thì khi chúng ta chọn cái pop up này thì tại sao chúng ta cần cái này? Các bạn chọn cái pop up này khi các bạn muốn nhìn full toàn cảnh ấy thì các bạn sẽ chọn cái pop up như thế này nha. Thì trước tiên thì mình fix lỗi như thế nào? Thì sau một hồi mình nói về phía CSS ấy, nếu mà mình làm một mình ấy, nó là một câu chuyện khác. Tuy nhiên là các bạn vừa làm vừa nói ấy, thì đôi khi rằng là đầu óc của mình nó không được sáng suốt cho lắm. Thì khi mình không được sáng suốt ấy, thì mình lại Google các bạn ạ, tại vì là có ai chỉ cho mình đâu. Thì khi mình Google ấy, thì mình Google cái là table bootstrap scroll x, tức rằng là chúng ta sẽ cuộn ngang trên mobile ấy. Các bạn nghĩ trong đầu như thế nào thì các bạn gõ như vậy thôi, chứ chúng ta không có một khái niệm chuẩn gọi là, các bạn thấy rằng là thằng Google ấy, nó người thông minh, nó sẽ hiểu rằng là scroll x, tức rằng là theo cái trục Ox ấy, thì nó sẽ hiểu gọi là horizontal scroll. Ok chưa, chúng ta có hai cái đó là vertical tức là theo chiều dọc và cái horizontal tức là theo chiều ngang nha các bạn. Thì chúng ta lên Stack Overflow chúng ta đọc thôi. Thì mình đọc ngay cái topic đầu tiên các bạn này, horizontal scroll table in Bootstrap hoặc là CSS.
thì mình cũng không thèm đọc xem rằng nó viết cái của mợ gì. Thì có một thằng thì nó dùng thử cái collab, nó có một cái collab của thằng Bootstrap, đấy chính là Table Responsive, thì mình dùng thử thì mình thấy không ăn. Thì mình sẽ đọc xuống ở dưới, thì có một thằng khác nó dùng thế này các bạn này, tức rằng là nó bọc một cái div ở ngoài cái table và nó cho cái thuộc tính gọi là overflow auto, ok chưa nào? Thành ra rằng là để quay lại cái ứng dụng của chúng ta thì mình sẽ bọc cái table của chúng ta ở ngoài như các bạn đây này, mình sẽ bê cái gọi là table của chúng ta vào bên trong cái div của chúng ta. Cái div của chúng ta mình gắn cho nó một cái class name, đó chính là custom my table. Mình đã bỏ cái class name của thằng table rồi nha các bạn, mình bỏ rồi đúng không? Và bên cái file CSS này mình chỉ cho nó một cái width để chính là inherit thôi. Các bạn có thể cho width hoặc không, nếu như rằng ở đây thì mình cho inherit, tức rằng là nó sẽ kế thừa lại ý mình ở đây, đây chính là cái width của nó sẽ kế thừa lại cái width của cái div child của nó, tức rằng là cái này các bạn này. Inherit là kế thừa mà, tức rằng là cái table này nó sẽ cần phải kế thừa lại cái width của thằng này. Đó, thì mình thêm vào cho nó chắc ăn thôi. Thì bây giờ thì mình quay lại thì các bạn thấy rằng là nó đã fix được lỗi của chúng ta rồi này. Đây, nó khá là ngon đúng không? Trên mobile thì nó sẽ cần cuộn như thế này. Thì ở đây thì mình sẽ chuyển qua cái gọi là mình sẽ chuyển qua cái ở đây ngay trên này mình sẽ chuyển qua responsive nhé. Mình sẽ kéo cho các bạn xem này. Đây, thì đây chính là cái màn hình laptop của mình khi các bạn xem trên laptop là như thế này. Và khi các bạn kéo vào đây, các bạn thấy rằng là nhìn cái giao diện của nó này. Đó, thì đây chính là sau này các bạn đi làm ấy thì trên mobile người ta gọi là tương đối là như thế này các bạn này. Đây gọi là khái niệm tương đối nhá. Mình không nhận rằng là mình chuyên về front end, tuy nhiên rằng là khi đi làm các bạn sẽ cần phải thiết kế làm sao mà người dùng nhìn thấy là vẫn ok. Các bạn thấy rằng là 390 pixel mà nhìn nó vẫn ok như thế này. Nếu mà thông thường thì chúng ta hay dùng cái iPhone ấy, các bạn test trên iPhone thì mình sẽ để lên 100% nhá. Đây, trên iPhone thì nhìn nó cũng khá chịu ok, các bạn sẽ cuộn ngang như thế này. Về hai cái nút này thì bạn nào thích CSS thì các bạn có thể thêm cho nó một cái gọi là margin top, nó nhìn nó không khít khít nhau là nó ok con dê rồi. Các bạn cho một cái là text align center nó vào giữa thì quá chứ là ngon đúng không nào? Đấy, nó chỉ như vậy thôi. Thì đây chính gọi là mình đã CSS cho các bạn nha. Có một cái điều nữa mình muốn gọi là làm cái điều cuối cùng, đấy chính là mình sẽ cho cái phần các bạn thích thì các bạn có thể cho cái phần phân trang vào chính giữa thì nhìn trên mobile nó đẹp hơn. Còn ở trên trên desktop của chúng ta thì nó ở góc này thì nó hơi thốn. Trước tiên thì mình sẽ refresh để mình xem rằng là chúng ta sẽ làm như thế nào nha. Thì cái phần phân trang của chúng ta đang dùng cái thằng React Pagination thì chúng ta có chẳng có cái mẹ gì cả. Chúng ta đang có mỗi thằng này. Thì ở đây thì mình sẽ cần phải đọc lại cái tài liệu của thằng React Pagination thì mình mới biết được rằng là làm sao để chúng ta có thể truyền cho nó một cái class động có phải không nào. Trước tiên thì mình sẽ xem rằng là chúng ta import từ cái thư viện nào nhé các bạn. Ở cái React Pagination chúng ta sẽ đây, chúng ta sẽ copy cái tên thư viện này. Mình sẽ quay lại đối với Google của chúng ta. NPM chúng ta sẽ cho cái thằng này. Đây rồi. Chúng ta sẽ vào ngay cái trang gọi là cái trang NPM này. Và ở đây thì mình sẽ lướt rất là nhanh, mình sẽ xem nào. Chúng ta có thuộc tính trên là class đâu. Chúng ta sẽ xem phần trên. À, chúng ta có một cái gọi là tên là class name nha các bạn, thì mình sẽ cho nó một cái class name. Thì ở đây thì mình sẽ cho nó class name gì, đây chính là mình sẽ cho nó gọi là các bạn đối với thằng Bootstrap đấy các bạn, nó cũng có class đây chính là text center nhá. Mình sẽ cho nó một class đây chính là text center xem rằng là nó có ăn không nào. Thì bây giờ thì mình sẽ quay lại thì chúng ta thêm cái class text center phát nó bị toang một cái giao diện của chúng ta các bạn khá chỉ là bằng căng nhỉ. Thì mình sẽ comment lại nhá. Rồi thì trước tiên thì mình sẽ cho nó quay lại cái hình như thế này để mình sẽ cho dễ như các bạn. Đây rồi. Mình sẽ tắt cái mobile đi, mình sẽ cho nó xuống như thế này. Ở đây thì mình sẽ xem rằng là nó đang render ra cái gì nha các bạn. Chúng ta sẽ dùng chúng ta có một cái đây chính là container pagination display flex. Chúng ta có một cái class này, các bạn có thể ghi đè cũng được mà, easy mà. Justify content center. Đấy, rồi. Các bạn có thể gọi là dùng class của thằng Bootstrap, các bạn ghi đè cái class có sẵn đây chính là pagination nó ăn luôn. Thì ví dụ mình test trên mobile các bạn này, mình sẽ cần phải để lên 100% nha, trên mobile đây. Thì trên mobile thì mình sẽ lại lại phải chuyển thành cái hình pop up như thế này. Đây. Thì trên mobile các bạn thấy rằng là nó vào giữa rồi này, nhìn nó khá chỉ cân đối đúng không? Thì ở đây cách dễ nhất cho các bạn nha, đấy chính là các bạn sẽ cho mình một cái chúng ta sẽ ghi đè các bạn này. Thực chất rằng là chúng ta không cần phải ghi đè đâu mà chúng ta đang ghi thêm chứ không phải là ghi đè. Pagination, bởi vì rằng là cái thuộc tính gọi là justify content center nó chưa định nghĩa. Còn trong trường hợp mà nó đã định nghĩa rồi, các bạn dùng thêm tag gọi là important nữa, gọi là important của chúng ta vào thì nó sẽ gọi là ngon lành cành đào luôn. Mình refresh một cái các bạn này. Đấy. Các bạn thấy rằng là nó vẫn vào giữa đúng không? Mình sẽ chuyển qua gọi là phần mình sẽ chuyển qua gọi là responsive của bạn này. Đây, chúng ta sẽ kéo to ra. Đây, thì trên mobile nó là trên desktop của chúng ta là nó như vậy nha. Như vậy rằng là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta đã có thể gọi là CSS nó gọi là giao diện tương đối rồi. Như vậy rằng là khóa học của chúng ta gọi là đến video này là mình đã kết thúc được phần cơ bản rồi nha.
Thì ở phần tiếp theo ấy, nếu như rằng là bạn nào xem đến đây mà các bạn thấy rằng là những kiến thức này quá chi là cao siêu, các bạn học không hiểu hay rằng là các bạn cảm giác quá chịu khó khăn thì các bạn có thể stop ở đây. Còn bạn nào mà đến đây vẫn là ok thì các bạn có thể xem tiếp về phần redux của mình. Mình chỉ có một lời khuyên cho các bạn, đấy chính là ví dụ như là cái phần làm quản lý người dùng này, cái phần mà login logout nó khá chi là khó đúng không nào? Mình biết rằng là dùng cái phần use context của thằng React thì đôi khi nó hơi khó hiểu chẳng hạn. Các bạn yên tâm nha, mình cũng không trông mong rằng là các bạn sẽ code được như mình, mà các bạn chỉ cần biết từ khóa thôi, các bạn chỉ cần hôm sau các bạn tự làm lại ấy, thì các bạn sẽ mở đúng cái bài post mà cách mình làm đấy, các bạn copy paste code và chạy thôi. Điều quan trọng đấy chính là chúng ta hiểu tại sao chúng ta làm vậy, ok cho các bạn, chứ các bạn đừng đi thuộc lòng cái cú pháp thằng React làm gì, nó còn là phí thời gian lắm. Chúng ta cứ làm đi, sai thì sửa. Thì đây chính là lý do tại sao mình hướng dẫn các bạn như vậy nha. Ở đây thì mình sẽ review các file thay đổi. Các bạn thấy rằng là chúng ta đã sửa một vài file. Đối với phần thằng login thì mình đã thêm cái thằng stream như thế này. Đồng thời thì mình đã hướng dẫn các bạn chúng ta đã dùng thêm cái event gọi là nhấn enter để có thể gọi là chúng ta on key down để chúng ta có thể login nhanh nha. Tiếp theo nữa thì trong cái file CSS thì mình đã bỏ cái gọi là display flex và mình đã thêm cho nó hai class này nha các bạn. Mình đã thêm hai class này vào này. Thì bên cái file table user thì mình đã thêm một vài cái class cho thằng mobile của chúng ta. Các bạn thấy rằng là dùng thằng Bootstrap thì các bạn chỉ cần thêm class thôi. Code của các bạn không phải sửa, chúng ta chỉ chỉnh HTML, chúng ta chỉ chỉnh, đúng rồi, chúng ta đang chỉnh HTML đấy. Và chúng ta không phải code CSS, đấy chính là một điểm khá chi là hay. Thì mình đã bọc cái table của chúng ta vào bên trong cái div này để chúng ta có thể thêm một cái scroll nha. Đấy. Tiếp theo nữa thì trong cái file app ra mình đã thêm một cái component là not found như các bạn để handle trường hợp mà chúng ta không tìm thấy cái đường link các bạn đang đang muốn vào đấy. Thì trên đây chính là tất cả những cái file mình thay đổi trong video này. Trong quá trình thực hiện video này, nếu như rằng là các bạn có gì vướng mắc cũng như rằng các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn đừng ngần ngại chứ comment ở dưới video để cho mình biết để mình có thể hỗ trợ các bạn nha.